Hey yo, làm sao để học ít mà vẫn đạt 9,25 môn văn trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia? Cùng theo dõi hành trình của mình nhé. 1. Hãy đảm bảo bạn đang đi đúng hướng. Nhiều anh chị, bạn em chia sẻ với mình là mất nguyên 3 tháng đầu năm học loay hoay tìm cách thức học sao cho hiệu quả. Đi tìm đủ thứ tài liệu trên trời dưới đất, học hỏi hết phương pháp nọ kia mà vẫn chưa bắt đầu được học, vậy là phí toi mất cả đống thời gian. Ở giai đoạn này, mình xác định là sẽ đi học thêm. Mình tìm các bài giảng miễn phí trên YouTube để xem thầy cô nào hợp, sau đó chọn một người hợp nhất để đi theo khi thi. 2. Hãy học từ cơ bản để nâng cao. Thời gian đầu chối dại mà lao vào luyện hết luôn nha các bạn. Hãy học từ tốn, nghiền ngẫm để hiểu kỹ các tác phẩm. Mình có hạn 6 tháng ra Tết để luyện viết mà, nên cứ bình tĩnh nha. 3. Thực chiến hết mình, rèn bút luyện văn. Nếu chưa xấu thì hãy luyện, nếu bạn viết chưa tốt thì viết nhiều lên. Một trong những lý do mà mình không cần học nhiều là do mình học trúng đích. Mình viết bài và được cô giáo sửa từng lỗi một, nên mình nhận thấy sự tiến bộ rất nhanh của bản thân. Điều này vừa do tố chất vừa do sự rèn luyện, nên các bạn đừng sốt ruột nhé. Từ tháng 7, mình đăng ký khóa học kiến thức nền của Văn Chi Hiên. Mình học khóa này trước để xem có hợp với phương pháp của chị ấy không. Học được khoảng 3 tháng thì mình thấy khá ổn, đối giảng logic, học theo công thức, cách tiếp cận vấn đề rất trực quan, nên mình đăng ký thêm khóa toàn diện nữa. Vậy là mình học đến khi thi luôn, học theo đúng lộ trình, bài bản, có người dẫn dắt nên mình thấy hành trình học văn của mình khá nhẹ nhàng. Keyword của mình là hãy bền bỉ, kiên trì và học văn theo cách thông minh bạn nhé.